Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Rồi, thì không còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Tết rồi nha mọi người. Thì nhân dịp này thì em chúc mọi người sắp tới sẽ đón một cái Tết ấm áp, vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Cái video hôm nay là cũng cuối cùng rồi nha mọi người. Thì hẹn mọi người video tiếp theo là sẽ sang năm. Giờ em nhận ship hàng đến ngày mai thôi nha mọi người. Tại vì bên đơn vị vận chuyển mấy ngày gần Tết nè, nó rất là đông nên sợ trễ hàng á, nên nhận tới ngày mai nữa thôi. Rồi, video hôm nay thì có mấy món, mấy cái này như cái này em chưa có test nha mọi người. À, cái mic của Sony chưa có test, tại vì không có cái dàn âm thanh nữa, không có cái chuôi này, không test bán đại nha mọi người. Còn cái cây này bị nó bị cấn à, lỗi này, à, cấn nó mớp đây nè, nên bán chỉ 100 ngàn. Rồi, video hôm nay là 157 nha mọi người, mã là 157. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên màn hình 034 830 843 nè. Rồi, theo dõi kênh của em thì bấm vô đăng ký kênh nha. Rồi, đầu tiên đây, cái đồng hồ này đợt trước em có đăng là cho mọi người, đợt này em hành lý luôn ha. Như cái này nó bị lỗi rồi, lỗi nó mới gãy ở đây tí nè mọi người. Đồng hồ này dạng kiềng, dạng cái kiềng mở ra giày mình đeo ha. Đó, hàng bãi Nhật nha mọi người. Còn nơi sản xuất thì cái như cái này là China, nó xuất Nhật. Xài pin mặt kính còn rất là đẹp luôn. Này có đính, nó đính đá lên đó, đá đó. Rồi, giá chỉ 100 ngàn mọi người. Số 2, 100 ngàn luôn. Đồng hồ mặt chuột, chuột em con gì em cũng nhìn không ra, những con chuột. Này, 100 ngàn số 2 luôn mọi người. Rồi, số 3, 100 ngàn. Cái đầu này là đầu cái đầu chuyển chuyển có chức năng là chuột mũi vít nha mọi người. Nè, gắn vô máy khoan ha. Rồi đầu này ra đầu mũi vít, đầu lục giác 6 ly á. Nè, khi đủ lực nó sẽ chuột nha. Đó, máy khoan mình không có chức năng chịu hết, mình gắn cái cục này vô. Rồi, mã số 3 ha, 100 ngàn. Số 4, đây cái tẩu hút ha. Đây tẩu hút nè, tẩu hút của Nhật. Mấy cái đầu này giống như là nó bằng bạc ha mọi người, bạc hay nhôm gì không có nhìn không ra nữa. Còn đây như ống tre. Đây, tẩu hút ha, cái thước này. Này nó bị khuyết tí đó. Tầm 20 cm. Rồi, mã số 4 nha,
200 ngàn. Rồi số 5. Đây, mấy cái ly inox nha mọi người. Ly inox Japan sản xuất, mới chưa sử dụng. 2, 4, 6, 6 cái ly. Rất là dày luôn nha, ly loại này rất là dày luôn. À. Mới tên chưa xài nha mọi người. Rất dày luôn nha. Dày lắm. Kích thước nè, 9 cm nha. Chiều cao là 7 cm. Đây, full inox luôn nha. Inox nguyên chất luôn. Inox của Nhật. Rồi, mã là số 5, 600 ngàn. Rồi, số 6. Đây là cái đồng hồ của Sony nha. À, gọi là cái vòng đeo tay nha. Vòng đeo tay, nó có tên gọi là vòng đeo tay theo dõi. Đây, mình tìm trên mạng sẽ thấy ha. Là vòng theo dõi hoạt động của Sony. Đó. Nó có thể kết nối với điện thoại ha. Nè, pin của nó nè mọi người. 4-5 ngày. Rất là nhiều chức năng nha. Nó có nhiều chức năng. Đây, đánh thức thông minh nè. Đó. Báo cuộc gọi đến, rung khi có cuộc gọi. Cái ứng dụng có thể điều chỉnh với chức nè. Điều khiển camera cũng được chụp hình. Đây, đã test ok nha mọi người. Kết nối với điện thoại ok. Báo cuộc gọi, tin nhắn, rồi theo dõi, đếm bước đi gì đó, km, đồ. Nói chung nó rất là nhiều cái tính năng hữu ích. Pin ok, khoảng 4 ngày nha mọi người. Đó. Nó duy nhất chỉ có một phím này thôi à. Một phím này. Đó. Cổng sạc nè. Hết pin thì sạc vô ha mọi người. Cổng sạc điện thoại luôn á. Rung rất là mạnh nha. Này nó rung rất là mạnh.
nó báo cuộc gọi đến rất là hay, rung mình rất là dễ nghe. Rồi mã số 6, nó là mã số 6 ha, giá là 450.000 nha mọi người. Rồi số 7, đây cái đế gác mỏ hàng nha, đế gác mỏ hàng của Haco, chính hãng Haco luôn, đế bằng nhựa ha, nhựa cứng. Rồi mã là số 7, 100.000 mọi người. Số 8, về cái mỏ hàng, mỏ hàng này tới 300W nha, mỏ hàng của Nhật, điện 100V, 300W, còn rất là đẹp. Đây mũi nè, mũi hàng nè, nhỏ hoắt luôn, có công tắc luôn mà, dây zin luôn. Cái mũi rất là dài luôn, mọi người xài nó mòn từ 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 vô, xài rất là lâu luôn. Mũi còn nguyên zin, chưa mòn. Rồi mã là số 8 nha, 157.8 ha, 157.8 nha mọi người, giá 600.000. Rồi tiếp theo số 9, đây cái búa, búa 1/2 inch, đầu 1/2, đặc biệt cán nó rất là dài nha. Đây cán búa này dài tới 60 nha mọi người, cán 60 đó. Đầu búa rất đẹp, chưa, gần như chưa sử dụng luôn nè. Rồi mã là số 9 nè, 300.000. Rồi số 10 là cái đầu vòi của súng phun hỏi hỏi bụi, súng xịt gió đó. Đây đầu không dụng nè, cái đầu 9,5 ly này, rang 9,5 ly mọi người. Kích thước cỡ 20cm thôi. Đặc biệt cái đầu này nó có thể kéo dài ra. Đây đó, gắn vô súng ha, xịt mấy cái chỗ trong hốc, trong kẹt rồi, đưa cái vòi sâu vô, kéo dài ra được tới gần 35 luôn, chính xác là 34 nè. Rồi mã là số 10 nha, 200.000. Rồi 11 là cái máy đánh đánh bột, đánh gì mọi người nè, nó giống như cái lưỡi dao vậy, chạy rất là êm nha. Này của Thụy Sĩ, rồi này của Thụy Sĩ sản xuất nè, chạy rất là êm, điện 100V nha, 140W, hai tốc độ, một nè, giữa là tắt, mũi hai chạy nhanh. Đây nó chạy, nó sẽ quay cái này ha, nó quay cái lưỡi dao này nha mọi người. Rồi nó chạy, nó sẽ quay vậy nè, nó quay cái trong á, cái ngoài này thì nó đứng yên, nó quay bên trong lưỡi vậy nè. Đó. Đó, nó chạy, nó quay lưỡi trong.
xài điện 100V nha, 140W. Chạy ok. Rồi mã là 11, 250 ngàn. Cái này trong mấy clip trước, nhưng mình có clip lúc trước mình có test rồi nha mọi người. Mọi người có xem thì xem cái clip cũ thì mềm ha. Rồi tiếp theo hai món. Đây cái đập thịt bằng nhôm nha. Này đầu lớn đầu nhỏ. Với cái bát kem. Đây, cái muỗng múc kem á. Này full inox luôn của Nhật. Này, full inox của Nhật luôn. Inox 100% luôn rồi, nguyên cái bát kem này. Đó. Rất là xịn. Rồi mã là 12, hai món nha, 250 nha. Rồi tiếp theo 13. Đây. Hai cuộn chì nha. Hai cuộn chì của Nhật. Này dây này cỡ 1.1.6 à. Nè, 1.6. Cuộn này còn mới nè, chưa xài. Cuộn này như nó xài được một ít, nó xài nữa rồi. Đó, hai cuộn. Mã là 13 nha, 150. Rồi tiếp theo cái mic nè. Mic karaoke. Này công tắc. Mic dây ha, mà nó không có dây. Đây chưa test mọi người. Còn cái này là cái cục từ để gắn mic này nè. Che chống nhiễu gì đó. Nói chung từ bên gắn vô mấy đồ âm thanh á. Nguyên cục từ rất bự. Rồi, hai món luôn. Mã là 14 nha, 150 mọi người. Rồi tiếp theo cây Jibot. Cây này bị khuyết điểm ha. Đây nó bị mẻ cái tay nắm á. Tay bằng. Nó gãy à. Lại bị cấn mớp đây mọi người. Nên kéo ra nó không hết. Nè kéo ra được tới nước này thôi nha. Đó. Làm chưa kéo mạnh, chưa vệ sinh nữa. Nên không biết kéo ra được không. Bán sát rồi. 100 ngàn mọi người. Hai chân này thì ok, nó móp một chân này nha, à, móp một chân, còn lại mấy này ok hết, trên ok, này xoay để nâng lên luôn nè, đó, rồi 100 ngàn. Mã 15 và 16 nè. Cái đai gàn đồ, dây gàn đồ nha mọi người, dây gàn gàn để chở đồ của Nhật nha. Đây. Dây này nó dài 4 mét, dây dài 4 mét ha. Này lực siết 4K K gì đó quên rồi, nhưng mà lực siết nó rồi xài như vậy ha, rất là dễ xài tiện dụng. Nó có cái khe mọi người, nó tràn đồ qua rồi á, xong rồi đút vô khe này rồi lắp ha. Nó sẽ tự cuốn vô đó, nó cuốn vô đó, nó cuốn tới khi nào chặt lại thôi. Rồi ok, rồi mở ra mọi người bóp này, bóp đây lật hơn hết cỡ luôn, thẳng ra kéo ra.
Dây còn khá là mới nha, nó chưa xài nữa mọi người. À, như này chưa xài nhiều đâu, tại để nó bị dơ. Chứ xài nhiều là nó bong ra, nó nhìn nó tôi biết liền à. Này dơ nè, không có phải nó xài nhiều. Rồi mã là 16 à, 400 ngàn. Rồi 17 là 4 món này nha. À, 5 món luôn. Rồi cái chung nhỏ nữa nè. Mấy đồ này đồ inox nè. Có cái này bằng thép inox mọi người. Đồ inox Nhật nè. Này inox nè. Đó. 5 món à, đây 5 món. 5 món đồ inox. Cái này ép cam nè, còn mấy này chung đựng ca gì đó, chung đồ nhỏ nhỏ tiện dụng, có thể xài nhiều gì. Và mã là 17 200 ngàn. Rồi 18. À, cái này em cũng đã test trong các video trước đó nha mọi người, video hồi lúc trước mọi người xem lại ha. Tại vì nó xài pin nè. Đó. Cái này nó là nó đếm nhịp cho mấy người chơi nhạc ha. Nó đúng nhịp nó sẽ cái phát ra tiếng kêu mọi người, kêu bíp 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 vậy. Đó. Có test trong video trước, mọi người có xem lại thì bấm vô xem ha. Hoạt động tốt nha. Rồi, mã là 18 nha, 200 ngàn. Rồi em kết thúc video đây. Cảm ơn mọi người.